Ok, bật mùi sẵn nhờ ra nhầm đạp password mình. Ok. Trên nhầm ping từ con google.com. Dạ. Trên ca ping router và nhầm lăng internet bàn hãy. Trên ở bên này ta không nên tập vừa tiết cư này ta không nên cho tập configure VLAN interface. Trên này ta không nên cho interface. Tập mà này ta không nên rộp biệt thả VLAN. Nha. Chúng VLAN này đọc nên vào cả VLAN mùi máu cứ VLAN đọc nó một lần như thằng khán đi ID trở đại trở nè. Ok chúng tập môn này đọc nên lại như khi đọc nên đã phần năng hay sẽ lại interface cứ interface nó đều xa interface nó cho một căn switch nè interface nó cứ trang port chứng nhóm cái này phần năng tập môn nhóm đọc vào click hay nhóm dụng việc copy hay nhóm cái này nhóm đã VLAN một thay. Ok cái này một thay được ní hay interface là mùi thế nè. Ok, nhóm copy mùi tiết xàm sắp yeah. Xàm sắp anh đi xàm sắp được nhé nha. Ok hay nó lơ polypi được nhé chẳng. Chứ nên là toàn VLAN này ai tâm ơ mê riêng nhóm bán. Chứ VLAN được biết thơ VLAN này chẳng thế. Tâm mơ này lắc này cho một căn IP address. Tính thuốc các đã IP nó lơ interface là bỏ VLAN chứ rồi cả phim là không phải cho đọc những VLAN đó cứ chụp mũi là phải buồn chẳng lên dừng lên select là lờ này hay nhé à select là lờ này tiếng cứ để đọc này select lờ ví VLAN. Ok vậy khi anh chẳng chẳng nhầm thôi cả copy mà nhầm copy hẳn nên nhầm kè mà phải ok hẳn nên là yeah phải nhầm copy mũi tiết mà phải hãy xám xám sập đó tiếng cài mó xám xám sập select được VLAN xám xám sập yeah select được khan từ từ sang để chết khang này. Ok chẳng nhầm phần nắng nên tạo thêm tập thơ phần nắng hay nên tạo này cho một vớ DHCP relay chẳng DHCP relay nâng xua thay nên tạo này thơ DHCP server mến ọt đấy đó cứ dùng thức bộ vì cái này nếu biết được chỉ spin mới chùm long từ căn Windows server tập năng thì chẳng nên tạo này cho chạy mũi. Ok, nhóm đã relay VLAN 10. Chúng nhóm mua với VLAN 10. Tập mô nhóm select tờ lỡ VLAN hóa dưỡng. Hay DHCP server, nó DHCP server cứ chia IP robot server hóa dưỡng này. Server hóa dưỡng 30.24. Nói sao server dưỡng stand up trong VLAN 30. Ok, mà rồi cả phim hồng bay cho 30.24. Ok. Tập mô cái lại local address nè, local address cứ nè tỏ ní cái lại những cứ VLAN đọc nè, VLAN đọc local address cứ đặt IP để IP để dương bản đặt nè, nè lên nè, nè đọc chạy mùi nè, đặt IP để dương bản đặt lên interface VLAN nè, lại những tờ chạm, nhật kho, lại nè, ok, nhỏ apply, tập mô nhầm chạy copy, hay nhầm cài máu VLAN, một phẩy nè, hay cái này ní nhóm đã đi làm một phái select interface đi làm phái hay server nó là đại tế như là trâu cài tế ở đây ốc này cái cứ là local IP address này nè. Ok cài trâu cái này mà ok nhóm copy một tiết nhóm relay đi làm 3 tập một tiết nè chẳng server được này chẳng hay cái này ní cứ nhóm select nhóm đã IP 3 tập đồng bây giờ bị thức bộ tất cả là gateway là lợi interface và dưỡng này nè. Ok, chẳng nhìn một sân. Xàm sắp. Chẳng nhìn một sân. Việc đảm mạch. Relay with such an interface RD nha. Ok, chẳng là tóc nên mơ cái này nhí. Cứ xàm sắp nha. Nhưng select interface call. Nhưng mơ mình sẽ biết đó. Ok, chẳng ca thua VLAN và chứng cứ bằng nắng hay nhàng thua relay nâng lơ interface cứ bản năng. Tại sao tập ban IP auto tên chứ nào? Ở đây IP auto tên DHCP server cứ dùng configure nó là Windows server. Dùng bỏ trên Windows server mà. Chẳng là tao hãy tớ thử một chiếc cứ nạt. Nạt sầm khăn nó đồng bày ở công ta lớn internet. Ok. SLC make sure run. Ok. Lớn nhầm lăng yeah. Nhầm xong ít xịt anh em mùi sân. Chẳng nhầm thử ca bản năng tập lơ mày cái tịch bỏ nhóm nè nhóm bật chó tập mọi nhóm cho tập can Windows Server. Ok Windows Server ở toàn bên ấy thế nhóm bật Server Manager về chó sẵn. Ok
ហើយនេះអ្នកនរអស់គ្នាចាប់ដើមធ្វើ step ទី2នៅពេលដែលយើងconfigure router រួចហើយគឺអ្នកនរអស់គ្នាចូលទៅក្នុង switch ណា switch គឺខ្ញុមអនវ៉លconfigure terminal ណាសម្រាប់VLAN VLAN SAM subnet. Okay. តោះមកនៅក្នុងអស់គ្នាកន្លែងខ្ញុំចូលទៅកាន់interface T zone លើ1 switch port mode access switch port access VLAN 10 ណា node shutdown. Okay. ខ្ញុំខ្ញុំអាសាញ port zone លើ1 ហ្នឹងគឺសម្រាប់ VLAN 10 it is interface T zone ខ្ញុំរៀងលឿនតែឆាក់កន្លែងនេះ T zone លើ2ណា switch port mode access switch port access VLAN 20 ណាហើយ node shutdown នេះមក ខ្ញុំមកអាសាញ port លេខ2លេខ1ហ្នឹងទៅកាន់ VLAN នីមួយៗដែលយើងបានគូក្រងទុកណា interface G zone លើ3 switch port mode access switch port access VLAN 30 node shutdown ណាចុះកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអាសាញ port លេខ3ទៅកាន់ VLAN 30តើមកខ្ញុំចូលទៅកាន់ត្រង់ port interface G zone លើ0 ដែលចូលណា switch port mode switch port trunk ដែលថាវាជា layer 3 switch layer 3ខ្ញុំប្រើ switch port trunk encapsulation.1q switch port mode trunk ណាបានទេអូខេ node shutdown ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងចប់ខ្ញុំឌូរ៉ៃខ្ញុំ save ទុក configuration switch ហ្នឹងអូខេកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើហើយទៅតងជាមួយនឹង VLAN ខ្ញុំបានអាសាញ interface លើ VLAN នេះ តោះមកខ្ញុំអាសាញ port 0 លើ0នេះជា port trunk ណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងតោះមកខ្ញុំធ្វើការចូលទៅកាន់ Windows server អញ្ចឹងអ្នកនរអស់គ្នាបើក server manager វាមកណាតោះមកអ្នកនរអស់គ្នាចុច add role ហើយចុច next ខ្ញុំធ្វើពីដើមរហូតណាហើយចុច next ទៀតអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរអស់គ្នាត្រូវធ្វើអីគេមុនគឺអ្នកនរអស់គ្នាត្រូវ set static IP នៅលើ server សិនណា Okay, chỉ riêng bản nhá. Để đọc nên set hay ai đồ chung server của bạn đấy, bản nhá thế mạch đồ của bạn đấy, anh ấy còn đại diện thuộc DHCP tệ nhá. Chẳng, cứ thay server nâng lên server nâng lên VLAN, ai admin cho configure VLAN, ai ở trăm mạch thế này, ai còn configure được service nâng mũi tớ, bị đá ấy nhá. Ok, chẳng xám tập chuyện bị hả, buồn. Đã kẹt về về trauma, xám tập cho mũi. Ok, chẳng à, VLAN hay nâng à, DHCP relay nó việc việc đơn hay đấy nè ok chân nhóm phơ ca phần nắng nhóm đặt static IP hai chân nhóm cho tờ non server này chờ mà nhớ nên nhóm thích vô việc thả DHCP server hay thích enable add tặng mà hay nệch mà hay nhóm cần đặt install service việc tế hay nhóm chạy nệch chứ nhóm chạy install đấy chân ca install trong ca thích tham tịch nhận ọc này chân là bây thích tham nó nhóm xong change resolution display viên tí chân riêng thông ok sorry đấy video này riêng miên xong lên khan tình thầy nhìn trao tập hợp ai nhận đọc đi ok chân yeah nhầm vô cùng bày rối nè ok chạm tích yeah phần năng bán này riêng thông ấy keep change chương yeah. Ok chương này tao lại như cứ dùng trăm miền tây sơn đó nè chương cái này cứ việc thôi cả install service DHCP server chương DHCP server thôi đồng bấy bỏ IP automatic cho cái client bao nhiêu người ta network để mua để dùng bán bán công tốc đó này tao cái này và mình chương thế để tao cái đã đặt static IP ngỏ bài sơn chỉ miền rộp rồi miền sơn đó hay static IP thôi mà nào thế vì ở lọ tên ok chạm với sân đó ok chạm với sân ok chẳng cả install complete hay tận tập món này đọc này ai chạy lại này các bạn chạy lại các bạn rồi chạy complete DHCP ok ai yêu biết hả commit close ok close chẳng là đọc này chạy biết tool hay là đọc này yêu biết DHCP
trên đó nên đang khởi miền DCP mũi viên đang bỏ ở viên đang bằng hai tiếng nắng sẽ đang dùng tích ok chẳng là tiếng DCP đang load mà hay trên đó nên khởi miền IPv4 IPv6 đấy nhưng bà IPv4 ok tạm ơn đó nên right click lên IPv4 hay dùng biệt thành new scope chứ như bằng cách scope sản ra VLAN mùi sẵn á VLAN đọc lệch máu cho nhóm đạn VLAN top mở cao phim là hồng váy nhóm đạn network á nhóm đạn chứ mua thêm bài trôi chấm á ok chứ xôn chân network chân vi start nhóm đạn mở cao phim là hồng váy chạy đọc lại như cứ IP để dân trô start tớ nhóm ở chạm bị đọc tớ rồi chạy mở rồi tầm đoàn tớ tớ đoàn mở cao phim là hồng váy chạy đọc chạy bị bị rồi sai chắc nát nhóm tục IP phim xây diện ok hai cái này nhầm bạch exclude ấy thế này đó nên bạch ấy thế thì xong là đó nên trong cái gì đó ok tấm mắt là đó nên việc đang ở dương đã kẹt với ấy hay kẹt với cứ nên đó nên đã IP là dương bạn là sai nhà lâu interface bị lẽ này đọc chuyện mũi ạ nhé và bằng giặt lại nắng phải rồi kẹt về khởi chương là về để việc tiện tông máu cứ việc tiện tông kẹt về nó vì nó một số ấy nhé nó về để kiểm biên cá sơn xong vì đào tạo mà thả ok trong biên là client rồi mình tụ sạp đây mình computer nó chỉ dùng tiện tông một router nó ngay thả xong IP chẳng à router nó viện bên IP thì router nó vì mình là kẹt về mình chọn mình chỉ spin mũi bỏ mỏi Windows Server chỉ nên bỏ tàu nó ok ở dưới Windows Server viện chẳng ok nhưng bạn mà scope bài này đó nè chẳng scope mà ai nhóm thử mà scope tiết new scope chẳng VLAN mà pay VLAN of Pi yeah, IP mà rồi cặp VLAN of Pi chứ Pi chỉ số nhưng đã chứ môi chứ mà trú đó nè chứ IP nhưng mà Pi cho nhưng bác phim rồi tớ mà rồi cặp VLAN of Pi chứ mà Pi cho Pi rồi cho nó nhưng bác tân năng lực lý hay đi mạch kẻ thế là anh biết làm phải buồn á là anh biết tớ mà còn lại nhà exclusion delay ấy mạch thế chứ này đọc này chạy này tiết máu này tiết hay đại kẹt vế cứ đã IP để dùng assign ở lớp sub interface của VLAN of Pi nhá ok chọn add hay chọn nịch mũi nịch tiết yeah ok chẳng dùng IP scope ấy ưu thao dùng miền sam xe sub VLAN cứ đã tạm năng thuốc được thì chẳng hay dùng chọn new scope scope VLAN sam sub yeah ok mà được copy một hôm bay sam sap chọn hai cho nó mình sẽ bỏ tờ nó ok này tiết nó chẳng đi vô gạt về vào phía cứ sam sap chọn mũi nó chọn kết add mũi hay chọn next yeah ok chẳng đi cứ scope ở thân thì đó nên mình phải bảo mũi VLAN thì thử được hình chẳng là mình khó thế ok chúng nhầm mơ list nhầm mơ cái này nhé nhớ bị list ok chúng nhầm một bạc window virtual PC vào nhóm anh nhầm rằng PHP yeah chẳng đồ ra phải chỉ ai chứ ai đá nữa ok chúng nhầm bỏ IP máu này chúng nhầm ping google.com ok chẳng nhóm ping muối chẳng nhóm mơ à vì làm một phai thiết ta vì ban IP mà DHCP chẳng nhóm run command nâng đồng bay release renew á ná nó sẽ VPC vì sao sẵn ok chẳng IP dưới một phai chuẩn nhé trào ấy nhóm ping google.com chẳng hạn đấy thì các bạn mình không cắt với VLAN hay liệu là relay là lựa Windows Server chứ mùi nâng máy cái tích router ok chẳng nhóm thử cả ping dot thi hay nhóm mơ traffic là lớn máy cái tích á ta bị đa trầm trâu thì thế hay à nếu nhầm mơ ở những đó thì bớt tích nó lớn ấy dùng mình list ok chừng refresh mũi sẵn nhé ok yeah thế khởi nhé Windows dùng bỏ máu này VPC dùng release máu khởi nhé chẳng dùng through này hay mối tiết reservation sản rạp dùng mạng mà trai vào viên trong ở cần đặt ok chẳng một sân mới nâng tụ bản IP bản này cứ nó có reservation á ok
chân lý nhằm tụ bán hay Windows Server nhóm cật Internet để đá ở bên bài hai thế nhằm xa ping vui sẵn ok ping google.com.thì nè ok giờ dừng lăng Internet bán chẳng nhóm cho một mơ traffic nè lỡ mày cái tài chương nè ta vì trầm trầu được tỷ việc đa ta vì smooth ọt rừng mạnh chẳng nữa đọc này interface khơi nguyên VLAN nguyên traffic vào dừng chân chỗ là nó ở ít thì ít download upload ấy chẳng tập mơ nữa đọc này ai mà mơ nó khăn nông DCP relay vào dừng dạ ai nữa đọc này có ai mơ bẩn nắng đôi chữ ở bên ấy tiết tế là nên chia được nặng này cả thứ DHCP relay chẳng chỉ mùi Windows Server hay nó mày cái tịch nhé. Ok, bây giờ chỉ mình chẳng ngon rồi có cái này là để ạch bài nhưng bây giờ ok chẳng thả ạch bài hay ạch chạm mà nhóm đây các bạn đấy nhé nhóm bị chúa hay screenshot trầm nhận tin là cái này là mới ai xuống bán chẳng ở video nâng miên tập năng tên sản phẩm chạy chung đoạn này tỏ khí ạ quân chẳng